Khi chăm sóc cơ hội kinh doanh mà khách hàng đồng ý ký hợp đồng thì anh chị sẽ click vào chọn cơ hội, sau đó nhấn nút hợp đồng và cập nhật những thông tin liên quan tới hợp đồng có thiếu tại đây. Có thể chọn nhân viên hỗ trợ anh chị chăm sóc hợp đồng. Thời hạn giá trị của hợp đồng, trạng thái của hợp đồng và anh chị có thể cập nhật lại thông tin của sản phẩm trong trường hợp khi ký hợp đồng khách hàng thay đổi, ví dụ số lượng mua sản phẩm hay là giá thành của sản phẩm. Tiếp theo anh chị sẽ sang cấp lịch thanh toán để add số đợt thanh toán. Tùy theo từng hợp đồng anh chị có thể add số đợt thanh toán khác nhau, 1 đợt, 2 đợt, 3 đợt hay 4 đợt tùy. Ngày thanh toán là ngày bao nhiêu? Phần trăm thanh toán giá trị của hợp đồng là bao nhiêu? Sau đó anh chị click control ra đây trong trường hợp anh chị muốn thêm đợt thanh toán. Cập nhật thông tin xong thì anh chị sẽ nhấn nút Enter để thêm mới hợp đồng, sau đó nhấn nút OK là xong. Để được hỗ trợ chi tiết, vui lòng liên hệ website azshop.vn hoặc hotline 0934 457 589.